chương 81 Quấy rối, nhất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 81 Quấy rối, nhất, U Nguyệt, làm sao ngươi sẽ có khổ hương thảo? Ngụy tử kỳ kinh ngạc nói Trước khi nhàm chán thời điểm bắt được Tư mã U Nguyệt giải thích Hiện tại khổ hương thảo có, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta đem khổ hương thảo trực tiếp thiêu hủy, nó phát ra khí thể sẽ gặp phiêu tán khai đi, đến lúc đó mê dược tự nhiên liền giải. Ngụy Tử Kỳ nói: "Như vậy liền sẽ hữu dụng sao?" Khúc Bàn tử hỏi. "Có hay không dùng thử xem chẳng phải sẽ biết." Tư Mã U Nguyệt nói xong liền đem trong tay khổ hương thảo châm. Khổ hương thảo tên tuy rằng mang theo một cái khổ tự, nhưng là phát ra mùi cũng là nhàn nhạt thơm ngát, mùi theo trong tay nàng lan tràn xuất ra, im hơi lặng tiếng trung phiêu hướng về phía doanh địa chỗ vị trí. "Ô ô" tự hồ nghe thấy được mùi, vừa mới bị nắm đến kia chỉ linh thú bởi vì trung mê dược không lâu sau, cho nên dược hiệu còn không thâm, nghe đến khổ hung thảo mùi sau, bắt đầu trở nên có chút táo bạo. Người này như thế nào? Nhìn đến thánh thú phản ứng, hách có tài nói, một đại, ngươi cấp này không có vấn đề gì đi. Sẽ không? Một đại sư khẳng định nói, phía trước này linh thú không cũng không hỏi đề sao. Vừa dứt lời, hai cái nam tử vội vội vàng vàng theo một cái đại trong lều trại chạy đến sốt ruột nói đội trưởng bên trong linh thú tự hồ có gì đó không đúng xem như là mê dược bắt đầu không công hiệu quả làm sao có thể ta đây mê dược không một tháng là sẽ không mất đi hiệu lực một đại sư khẳng định nói nói ha ha khẳng định là các ngươi làm hơn chuyện xấu cho nên mê dược mới vô dụng thanh vô nhai cười to hai tiếng nói ngươi thúi lắm hách có tài một cái tác chụp đến thanh vô nhai trên mặt trực tiếp đưa hắn đánh bay ở người này đã biết chúng ta sự tình ở lại trên đời cũng là cái tai họa một đại sư lạnh lùng xem thanh vô nhai một đại sư nói rất đúng đến a à, chúng ta đưa thiếu đội trưởng đoạn đường đi hách có tài nói là đội trưởng hai người lên tiếng xuất ra kiếm hướng tới thanh vô nhai sát đi dừng tay Ngang trời toát ra thanh âm nhường kia hai người động tác một chút, tiếp theo liền thấy trước mắt bóng người hiện lên, bản thân liền bị đạp bay. Thanh Vô Nhai nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết, hối hận bản thân không nên một người xuất ra, nhưng là dự tính đau đớn không có xuất hiện, tiếp theo nghe được hai tiếng rơi xuống đất thanh, trợn mắt liền nhìn đến một cái thanh lãnh thân ảnh đứng ở bản thân trước mặt. Bắc cung muội tử. Thanh Vô Nhai không thể tin được hô. Thanh đại ca, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt cùng Âu Dương Phi theo trốn địa phương xuất ra, xem Thanh Vô Nhai hỏi. Thanh Vô Nhai lắc đầu, nói. Ta không sao, các ngươi thế nào ở trong này? Đi ngang qua, vừa vặn nhìn đến bọn họ muốn giết ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyên bản nhìn đến thủ hạ của mình bị đạp bay, còn tưởng rằng đến đây cái gì đại gia tộc nhân, không nghĩ tới chính là ba cái chưa dứt sữa tiểu tử. Các ngươi ba cái còn tuổi nhỏ, Tự nhiên học xong sen vào việc của người khác, như thế đã đánh mất tánh mạng, khả chẳng oán được ai. Hách có tài hừ lạnh một tiếng. Bọn họ sự tình bị tư mã u nguyệt ba người đánh vỡ, hắn lại cùng thanh vô nha nhận thức, hôm nay tất nhiên không thể để cho bọn họ ly khai. Lại đây ba cái chịu chết. Một đại sư nhíu nhíu mày, nói, chúng ta sự tình không thể để cho người khác biết, đã bọn họ là cùng nhau, vậy đưa bọn họ cùng nhau lên đường đi. Không hề cảm tình lời nói, mấy cái sinh mệnh ở trong mắt hắn có thể so với con kiến. Tưởng muốn giết ta nhóm, kia còn phải xem xem các ngươi có hay không kia bản sự. Tư Mã U Nguyệt tà cười nói: Ha ha, đối phó các ngươi ba người, còn cần cái gì bản sự? Hách có tài cười lớn nói: Chúng ta nơi này tùy tiện hai người cũng có thể thu thập các ngươi. A đừng, a mới, các ngươi thượng là đội trưởng hai đại hán theo trong đội ngũ đi ra, cười lạnh hướng tư mã u nguyệt bọn họ bức lai. Tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi bản thân xông loạn, biết được của chúng ta kế hoạch. Đầu năm nay, chỉ có người chết miệng mới là tối nhanh. A đừng, vẫn cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, còn không mau thường. Hách có tài thúc giục nói. Tư mã U Nguyệt cùng Âu Dương Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, xem đến gần A đừng cùng A mới, hai người đồng thời thân thể vừa động, hướng tới bọn họ chạy tới, thừa dịp này chưa chuẩn bị, đưa bọn họ đạp bay. Âu Dương Phi thu hồi bản thân chân, không ra bị bản thân đạp bay nhân, mà là mắt lé lường tư mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn luôn luôn tại rèn luyện thân thể của chính mình, cho nên thân thể hắn có thể so với kiếm sư, đạp bay một cái linh sư cũng không có gì ngoài ý muốn. Làm cho hắn kinh ngạc là, tư mã U Nguyệt cư nhiên cũng có lớn như vậy khí lực, trực tiếp đem một cái người trưởng thành đạp bay nguyên lai nàng cũng không chính là thân thể dù sao linh hoạt lực lượng cũng kinh người đi mẹ ngươi a đừng a mới cảm giác bản thân bị hai cái oa tử đạp bay ở bản thân đội hữu trước mặt rất mất mặt nhất là một đại sư còn ở nơi này xem bất quá bọn họ đều cảm thấy này là vì vừa mới đại ý nhưng hai vị này chui chỗ trống cho nên hai người đều theo đi trên đất đứng lên lại hướng tư mã u nguyệt bọn họ đánh tới chạy Tư mã U Nguyệt hô to một tiếng, bắt đầu ở trong doanh địa chạy tới. Vừa dứt lời, nàng mới phát hiện Âu Dương Phi đã trước nàng một bước chạy. Hoa sát. Tuy rằng này là bọn hắn thương nghị tốt, nhưng là không nghĩ tới Âu Dương Phi động tác nhanh như vậy. Hai người đã vừa mới đem nơi này địa hình thăm dò qua, bọn họ cũng không có chạy xa, mà là ở doanh địa chung quanh đảo quanh. A đừng cùng A mới hai người truy thở hỗn hển cũng không đuổi theo. Mau đuổi theo, không thể để cho bọn họ hai cái chạy. Một đại sư quát to. Mau, mau đuổi theo. Nếu làm cho bọn họ chạy, ta muốn đầu của các ngươi. Hách có tài cũng uy hiếp nói. Vì thế, lại có mấy người gia nhập truy đuổi đội ngũ. Thanh vô nhai xem những người khác lực chú ý đều bị tư mã u nguyệt bọn họ hấp dẫn trôi qua, nhưng là muốn trốn lời nói, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắn đi đến bắt cung đường bên người, nhỏ giọng nói bắt cung muội tử, một lát ta đến hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngươi nhân cơ hội chạy mau. Của ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi, không là chạy. Bắt cung đường nhàn nhạt nói, kiên trì nữa lập tức tốt lắm. Thanh vô nhai xem bắt cung đường cũng không lo lắng thần sắc, nhớ tới bọn họ còn có hai người không thấy bóng dáng, đoán rằng bọn họ là có cái gì an bày, cũng không lại thúc giục nàng rời đi. Hơn mấy người trảo bọn họ, Tư mã U Nguyệt cùng Âu Dương Phi ngay cả thân thủ không sai, nhưng là hai đấm khó địch nổi bốn tay, huống chi là hơn nhiều người như vậy, hai người dần dần bị buộc đến cùng nhau, này dòng binh đoàn hình người thành một cái vòng tròn, đem hai người vây quanh ở trung gian. Tiểu tử, gặp các ngươi hiện tại hướng chỗ kia chạy. A à, đừng không nghĩ tới cư nhiên tìm như vậy trưởng thời gian mới đưa hai người vây ở bên trong, hai người này quả thực giống cá chạch giống nhau, Mỗi lần muốn bắt đến bọn họ thời điểm đều bị bọn họ chạy thoát khai đi. Chạy. Tư Mã U Nguyệt xem đem bản thân vây lên nhân, lắc lắc đầu, nói: "Hiện tại muốn chạy không phải chúng ta, mà là các ngươi." "Ha ha, các ngươi hiện ở trên ngựa liền muốn đi gặp Diêm Vương, tự nhiên còn xem đe dọa chúng ta." "Trống, a à, mới lời còn chưa nói hết, trong lều trại liền truyền đến một tiếng thét lên, tiếp theo liên tiếp thú tiếng hô truyền ra đến đem ở đây mọi người liền phát hoảng. Chương 82 Quấy rối, nhị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Quấy rối, nhị, thu, cùng tiểu hống cùng nhau bị quan kia con chim cũng kêu lên, kia tiếng kêu quá mức bén nhọn, làm cho người ta nhịn không được bưng kính lỗ tai. Một sư phụ, này đó linh thú như thế nào? Lính đánh thuê đội nhân bị tình huống này dọa mông, hách có tài đi đến một đại sư bên người, trung trung thanh âm hỏi. Đây là linh thú tỉnh lại tình huống. Một đại sư nói xong liền hướng tới phóng linh thú cái lồng lều trại đi đến, còn chưa có kéo ra rèm cửa, một đám màu sắc tự vệ linh thú liền chạy xuất ra. Trống. Linh thú khàn giọng gào thét khôi phục bản thể, một đám đem toàn bộ doanh địa đều chật ních. Lớn mật nhân loại, cư nhiên dám dùng như thế hạ tam lạng mê dược đối phó chúng ta, nạp mệnh đến khôi phục thực lực thánh thú xem lính đánh thuê đội nhân, kêu gào hướng dòng binh đoàn nhân đánh tới. Tư mã U Nguyệt không biết cái gì thời điểm đi tới đóng cửa tiểu hống cái lồng một bên, đem cái lồng mở ra, tiểu hống bỗng chốc đánh tới. Ô ô, Nguyệt Nguyệt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu hống ở tư mã U Nguyệt trong lòng khóc kể, bất quá cũng không gặp nó một giọt nước mắt. Được rồi, đừng cho ta trang. Tư mã U Nguyệt dẫn theo tiểu hống cổ, nói. Ngươi không phải nói đi ra ngoài điều tra tình huống sao, làm sao có thể đến nơi đây bị người ta bắt lấy. Ngạch, ân, ai nha, ta bằng hữu muốn bảo nổi, ta muốn đi cấp nó cố lên. Tiểu hống trong mắt tả hữu vòng vo chuyển, nhìn đến cùng nó cùng nhau kia con chim khôi phục bản thể, thân mình vừa động liền tránh thoát tư mã u nguyệt ma trảo, bay đến kia con chim trên lưng. Đại bằng, những người này dám trảo cái gì, liền làm cho bọn họ nếm thử của ngươi lợi hại đi. Tiểu Hống ở bốn cánh phi bằng trên người kêu gào. Lính đánh thuê đội nhân toàn bộ đều hoảng, này đó linh thú toàn bộ là bọn hắn mê đảo sau mang về đến, bình thường mấy con đều làm cho bọn họ không đối phó được, hiện tại như vậy nhiều, hơn nữa sở hữu linh thú xem bọn hắn đều là oán hận, hận không thể lập tức đưa bọn họ tê. Hách có tài xem một cái chỉ linh thú xuất ra, ở bọn họ trước mặt hóa ra bản thể rung rung rẫy rẫy lôi kéo một đại sư quần áo nói một đại sư ngươi không phải nói mê dược ít nhất có nhất hai tháng dược hiệu sao thế nào hiện tại bọn họ đều tỉnh táo lại một đại sư hiện tại cũng không có phía trước uy phong xem hai ba thước trưởng linh thú nuốt nuốt nước miếng nghe được hách có tài lời nói nói ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây đội trưởng khẳng định là kia vài cái tiểu tử làm a à chớ có nghĩ khởi tư mã u nguyệt nói chỉ vào nàng nói. Ha ha, các ngươi đoán đúng rồi. Ngụy tử kỳ bọn họ theo trong lều trại xuất ra, trong tay của hắn còn cầm khổ hương thảo. Khổ hương thảo. Một đại sư liếc mắt một cái liền nhận ra Ngụy tử kỳ trong tay gì đó, khổ hương thảo có thể giải hết thảy mê dược, khó trách ta mê dược sẽ mất đi tác dụng. Hừ, ngươi thân là thuần thú sư công hội thuần thú sư, cư nhiên không để ý nhân loại cùng linh thú công ước, sử dụng mê dược bắt giữ linh thú. Ngụy Tử Kỳ quát lớn nói: "Ngươi đã biết ta thuần thú sư công hội nhân, cũng biết này là chúng ta thuần thú sư công hội ở làm việc, cư nhiên còn dám quấy rối." Một đại sư nghe được Ngụy Tử Kỳ lời nói, một bên trả lời, một bên cẩn thận đánh giá hắn, thầm nghĩ lời hắn nói, nghe qua không giống người bình thường. Thuần thú sư công hội. Không biết thuần thú sư tổng công đoàn nhân biết các ngươi làm này đó hoạt động lời nói, còn có phải hay không nguyện ý làm của các ngươi ô dù chỉ sợ ngụy hằng liền sẽ không tha các ngươi ngụy tử kỳ cười lạnh ngươi là ai ngươi làm sao mà biết ngụy hằng một đại sư nghe được ngụy hằng tên chột dạ một chút ở thuần thú sư công hội nhân ai chẳng biết nói này tổng công đoàn phó hội trưởng nhưng là hắn ru rú trong nhà rất ít ở bên ngoài xuất hiện biết hắn người cũng không nhiều hiện tại nghe được ngụy tử kỳ nhắc tới ngụy hằng hắn liền biết hắn thân phận tất nhiên bất phàm Ngụy Hằng là ta ông chú, ta là Ngụy gia nhân. Ngụy Tử Kỳ tự hào nói. Ngụy gia nhân. Một đại sư hai mắt trừng lưu viên, hắn vừa mới kém chút liền muốn giết Ngụy gia nhân. Tử Kỳ, ngươi cùng hắn phế nói cái gì? Này linh thú đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta lại không thối lui lời nói, chỉ sợ sẽ bị lan đến. Khúc bàn tử ở một bên nhắc nhở nói. Vừa mới theo mê dược trung tỉnh táo lại linh thú luống cuốn không thôi, nhớ tới bị người loại ám toán nhốt liền trong cơn giận dữ, hiện tại có thể nhìn đến hại chúng nó nhân, càng thêm khống chế không được bản thân tư tưởng. Trống, linh thú hướng tới bọn họ thét lên một tiếng, sau đó hướng tới dòng binh đoàn người người công tới, ngụy tử kỳ bọn họ trước đó liền xa xa thối lui, cấp tốc chạy tới xa xa cổ thụ thượng. Các ngươi cư nhiên đều đến, vậy mà cũng không bảo chúng ta. Khúc bàn tử nhìn đến tư mã u nguyệt bốn người đã ở đại thụ chạc cây ngồi, oán giận một câu. Chúng ta gặp các ngươi ở đàn kia cùng bọn họ tán gẫu chính hoang, không muốn quấy rầy đến các ngươi. Bắt cung đường khó được hài hước một chút. Các ngươi là cố ý. Khúc bàn tử ở trên cành cây làm tốt, nhỏ giọng oán giận nói. Này linh thú đều trở nên luống cuốn, vì sao tiểu hống không có chuyện. Ngụy tử kỳ xem ở bốn cánh phi bằng trên người nhất bật nhảy dựng chỉ huy tiểu hống, nghi hoặc hỏi. Tư mã u nguyệt nhúng nhúng vai, nói. Này ta cũng không biết. T, này đó linh thú xuống tay thật ngoan. Đại gia theo ánh mắt của nàng nhìn lại, một cái hắc báo vừa vặn đem A đường T thành hai nửa, khi trường hợp huyết tinh không thôi. Nguyên bản khổ huân thảo sẽ nhường linh thú táo bạo, hơn nữa bị người âm, trong lòng có hận, xuống tay tự nhiên không nhẹ. Âu Dương Phi sắc mặt không thay đổi nói. Tư mã U Nguyệt cùng bắt cung đường đối với một màn cũng không có bao lớn cảm giác, những người này phía trước còn nói muốn giết hắn nhóm diệt khẩu, lại trái với công ước, hiện tại hội rơi vào như thế kết cục coi như là gieo gió gặt bão. Khúc bàn tử cùng ngụy Tử Kỳ chưa thấy qua như thế huyết tinh trường hợp, nhìn đến kia máu tươi phun tung tóe nhất đều là, vẫn là theo bản năng quay đầu. Lính đánh thuê đội mặc dù có hơn 30 cá nhân, nhưng là cùng gần 20 chỉ linh thú so sánh với, kia sức chiến đấu đó là tương đương yếu đi. Rất nhanh những người đó liền bị linh thú toàn bộ diệt này cấp bậc tương đối thấp linh thú ở sát con người toàn vẹn sau lại bắt đầu cho nhau chém giết đứng lên. Tiểu hống. Tư mã U Nguyệt đột nhiên mở miệng. Tiểu hống nhìn nàng một cái, thanh thanh cổ họng, đột nhiên ngẩng đầu rống lên một tiếng. Rống, nói cũng kỳ quái, vừa mới còn luống cuốn không thôi chuẩn bị trạm xe một phen linh thú đột nhiên toàn bộ đều yên tĩnh xuống dưới, phủ phục ở, không còn nữa vừa rồi kia bộ dáng. Tư mã U Nguyệt theo trên cành cây nhảy xuống, lập tức hướng tiểu hống bọn họ đi đến lưu lại mấy người trợn mắt há hốc mồm xem nàng tư mã huynh đệ kia là cái gì linh thú thanh vô nhai lăng lăng hỏi chúng ta cũng chưa thấy qua nó bản thể khúc bàn tử nói bất quá mặc dù chúng ta nhìn cũng không nhất định có thể nhận ra đến có thể nhường đàn thú thần phục này khả không phải bình thường linh thú có thể làm đến ngụy tử kỳ lắc lắc đầu nói dù sao chính là rất trâu bức linh thú. Khúc bàn tử một mặt tự hào nói, như vậy rất giống tiểu hống là hắn khế ước thú giống nhau. Đức Hạnh Âu Dương Phi theo khúc bàn tử bên cạnh đi ngang qua, nhìn không được liếc trắng mắt. Tư mã U Nguyệt đi đến vừa mới doanh địa, thi thể hoành thất thủ bác nằm. Nàng xem tiểu hống. Phía dưới bốn cánh phi bằng liếc mắt một cái, phát hiện nó đáy mắt còn có chưa rút đi màu đỏ tươi. Chương 83 yêu chập trần tiểu hống. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 Yêu chập trần tiểu hống, nguyệt nguyệt. Tiểu hống đắc ý xem tư mã u nguyệt, kia tiểu tiểu thân mình cùng bốn cánh phi bằng cực đại thân thể đối so sánh với, hảo bức con chuột cùng voi. Tư mã u nguyệt xem tiểu hống kia kiêu ngạo ánh mắt, nói. Nhưng chúng nó đều rời đi đi. Nga. Tiểu hống lên tiếng, sau đó hướng linh thú rống lên một tiếng, này linh thú liền lục tục ly khai, chỉ còn lại có nó dưới thân bốn cánh phi bằng. Nó không quay về. Tư mã U Nguyệt bốn cánh phi bằng liếc mắt một cái, hỏi. Tiểu hống theo bốn cánh phi bằng thân cúi xuống đến, đi đến nàng đỉnh đầu nằm úp sấp, nói. Đại bằng là bằng hữu của ta, nó là theo ta nhấc lên, đương nhiên sẽ không rời đi. Tư mã U Nguyệt vừa nghe liền nghĩ tới lúc trước nó lừa gạt á quan cùng bản thân khế ước tình cảnh, chẳng lẽ này bốn cánh phi bằng cũng bị nó chập chờn? Cảm giác được nàng đối bản thân hoài nghi, tiểu hống ở trong lòng kháng nghị. Ta khi nào thì chập chờn người khác? Á quan cùng đại bằng đều là cam tâm tình nguyện đi theo ta đi được không được. Không cần đem ta nghĩ thành là ngươi như vậy đầy mình ý nghĩ xấu nhân. Nghe được tiểu hống cư nhiên ở trong lòng nói bản thân nhất bụng ý nghĩ xấu, tư mã u nguyệt một tay lấy tiểu hống theo trên đầu linh xuống dưới còn chưa có tới cấp khiển trách nàng liền nhìn đến bốn cánh phi bằng hóa thành màu sắc tự vệ hướng nàng bay đi lại dừng ở nàng trên bờ vai mắt nhắm lại hôn đã ngủ cảm giác được bả vai chim nhỏ rơi xuống tư mã u nguyệt một tay lấy tiểu hống nhấc ném đưa tay tiếp được chim nhỏ nguyệt nguyệt ngươi bất công tiểu hống quát tư mã u nguyệt quăng một cái xem thường cấp nó sau đó xem trong lòng bàn tay chim nhỏ, nói: Nó thế nào ngất đi thôi." Ngụy Tử Kỳ đi tới, nói: "Có thể là vừa mới mê dược duyên cớ đi." Thanh Vô Nhai hướng bọn họ bế ôm quyền, nói: "Vô Nhai cảm tạ vài vị hôm nay ân cứu mạng, về sau nếu có nhu cầu gì Vô Nhai địa phương mau chóng mở miệng, Vô Nhai muôn lần chết không chối từ." Thanh Đại Ca nói quá lời. Ngụy Tử Kỳ hư nâng một chút hai tay, nói: bất quá thanh đại ca thế nào còn có thể ở phổ tác sơn mạch. Ta đây chờ một chút lại cùng các ngươi nói, chúng ta bây giờ còn là trước rời đi nơi này đi. Thanh vô nhai nói. Bọn họ lính đánh thuê hàng năm trà trộn phổ tác sơn mạch, tự nhiên biết này mùi máu tươi khả năng hội đưa tới khắc linh thú đạo lý. Năm người cấp tốc ly khai doanh địa, thanh vô nhai vừa đi vừa nói bản thân vì sao lại ở trong này. Nguyên lai like bọn họ lần trước nhiệm vụ vào núi 10 ngày qua liền hoàn thành, sau này bọn họ dông binh đoàn tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, mang một đại gia tộc nhân đến này nội vây đến. Nguyên bản bọn họ cũng không đồng ý, dù sau này nội vây thật sự quá mức nguy hiểm, nhưng là kia gia tộc người ta nói cấp trong khoảng thời gian này phổ tác sơn mạch đều là an toàn, bởi vì linh thú toàn bộ đều bị bảo vật hấp dẫn trôi qua. Hơn nữa bọn họ cấp thù lao cũng phong phú, thanh vô nhai hắn cha liền đồng ý, bất quá chỉ dẫn theo đoàn lý thực lực khá cao hai người cùng nhau đến mà thanh vô nhai còn lại là phải muốn cùng đến xem này nội vây bộ dáng. Nói xong bản thân thanh vô nhai nói, các ngươi thế nào còn tại này ngọn núi, nhưng lại đến này nội vây đến đây. Hiện tại tuy rằng tương đối an toàn, nhưng là này cũng không phải tuyệt đối. Chúng ta cũng bất quá là theo đến hợp hợp náo nhiệt. Ngụy tử kỳ nói, vừa mới tranh đồng đại ca bộ dáng, tự hồ cùng kia dông binh đoàn nhân nhận thức. Ân đó là hàng năm cùng chúng ta thanh sơn dông binh đoàn đối nghịch gấu chó dông binh đoàn. Bọn họ đội trưởng hách có tài thực lực tuy rằng không sai, nhưng là làm người không tốt, thường xuyên mang theo đoàn viên thưởng người khác sinh ý, làm qua không ít chuyện xấu. Không nghĩ tới bọn họ lần này cư nhiên không ngờ như thế thuần thú sư công sẽ làm ra chuyện như vậy. Thanh vô nhai nói. Khi cái gì một đại sư ngươi nhận thức sao? Ngụy tử kỳ hỏi. Nhận thức, là mối thành thuần thú sư công hội thuần thú sư, nghe nói hắn nhân phẩm cũng không là gì cả. Không đúng vậy làm không ra chuyện như vậy. Ta nghĩ chỉ bằng hắn là làm không ra chuyện như vậy đến, hắn dám làm như thế, tất nhiên là lính đánh thuê công hội ở hắn sau lưng chỗ dựa, hoặc là nói chính là công hội sai khiến làm như vậy. Ngụy Tử Kỳ nói, chờ ta trở về, nhất định phải đem chuyện này nói với ta ông chú. Thanh vô nhai nghe Ngụy Tử Kỳ lời nói, bỗng chốc liền minh bạch thân phận của hắn, phía trước chính là đoán hắn thân phận bất phàm, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là thuần thú sư thế gia nhân. Bọn họ hướng tới kim xà quả chỗ đỉnh núi đi đến, một ngày sau đến doanh địa, thanh vô nhai mời bọn họ cùng đi hạ trại địa phương, bất quá tư mã u nguyệt lời nói dịu dàng xin miễn. Cùng người khác cùng nhau, đến lúc đó muốn có điều hành động liền không có phương tiện. Thanh vô nhai nguyên bản thật lo lắng bọn họ, nhưng là thấy bọn họ thật sự không đồng ý cũng không miễn cưỡng chỉ là bọn hắn gặp được sự tình gì trực tiếp đi tìm hắn tư mã u nguyệt bọn họ ứng thừa xuống dưới thanh vô nhai mới ly khai nhìn đến trong sơn cốc lại nhiều không ít cùng linh thú khúc bàn tử ôm lấy tư mã u nguyệt bả vai nói u nguyệt này hai ngày lại tới nữa không ít người a à. nhìn đến bản sơn nhân hòa linh thú tư mã u nguyệt cùng bắt cung đường trong mắt đều không có ai biết ngưng trọng còn có một ngày một đêm Kim Xà Quả liền muốn thành chính, chúng ta trước tiên ở phụ cận nghỉ ngơi." Tư Mã U Nguyệt đề nghị nói. Mấy người tìm một cái tương đối ẩn nấp có năng lực nhìn đến phía dưới tình huống làm hạ. Bởi vì nơi này địa phương quá nhỏ, tuy rằng ẩn nấp tính tương đối hảo, nhưng là nhưng không ai đến chiếm lĩnh. Đang chờ đợi Kim Xà Quả thành thục thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lấy muốn đi thuận tiện vì từ tránh được Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Nàng nhìn nhìn bốn phía, không ai, đem tiểu hống kêu lên, nhìn chầm chầm nó hỏi. Này bốn cánh phi bằng là chuyện gì xảy ra? Tiểu bằng A. Tiểu hống rụt lui cổ, nói. Ta xem ngươi muốn đoạt kim xà quả thôi, này tiểu bằng có thể bay, đến lúc đó ngươi cướp được kim xà quả, nó có thể mang ta nhóm bay đi. Vì thế ngươi đã đem nó chập chờn đi lại. Tư mã U Nguyệt nói. Ai nha, Nguyệt Nguyệt, này có linh thú nguyện ý đi theo ngươi, đây là chuyện tốt. Tiểu hống nói, ta đương nhiên cũng thích linh thú càng nhiều càng tốt, nhưng là ngươi này chập chờn người khác, đến lúc đó nhân gia phục hồi tinh thần lại, tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ. Tư mã U Nguyệt Vương một bàn tay trạc này tiểu hống đầu, này bốn cánh phi bằng cấp bậc không thấp đi. Đến lúc đó bảo nổi, ngươi có thể đánh quá nó sao? Có xích diễm đại ca ở, thế nào chỉ linh thú dám ở ngươi trước mặt lỗ mãn? tiểu hống nhỏ giọng nói thầm ngươi nói cái gì tư mã u nguyệt linh quá tiểu hống hỏi không có gì tiểu hống nhớ tới xếp diễm nói không cần đề cập nó sự tình chạy nhanh phủ nhận đem đề tài dời đi trở về nói dù sao tiểu bằng là không làm bị thương ngươi ngươi cứ yên tâm tốt lắm nhưng là ta hiện tại khế ước đã đủ quân số không thể lại khế ước nó tư mã u nguyệt nói không quan hệ a Ngươi nhường nó ở tại Tiểu Linh tử nơi đó thì tốt rồi, chờ ngươi có thể khế ước thời điểm, lại thu nó tốt lắm." Tiểu Hống chẳng hề để ý nói, "Nó hiện tại tuy rằng mới là cửu cấp thánh thú, nhưng là nó trên người có viễn cổ đại bằng huyết mạch, một khi huyết mạch thức tỉnh, coi như là không sai linh thú." Tư Mã U Nguyệt nghe được Tiểu Hống lời nói, khóe miệng vi trều. "Cái gì kêu mới cửu cấp thánh thú? Đây chính là kém một bước có thể thăng cấp thần thú tồn tại được không?" cũng tương đương với linh hoàng tồn tại, nếu cùng tư mã liệt đánh lên, còn không biết ai thua ai thắng đâu. Thế nào ở nó miệng tựu thành cải trắng? Chương 84 Nạp Lan Gia tính toán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 84 Nạp Lan Gia tính toán, người nói bốn cánh phi bằng có viễn cổ đại bằng huyết mạch, kia viễn cổ đại bằng là cái gì linh thú? Tiểu hống trắng nàng liếc mắt một cái, như vậy rất giống là người trong thành xem dân quê. Cái gì linh thú, đó là thần thú. Tiểu Hống nói, ở viễn cổ so với chúng ta thần rống bộ tộc còn lợi hại. Các ngươi nhân loại không là có câu kêu đại bằng dương cánh cửu vạn lý sao. Tuy rằng này có chút khuyết đại, bất quá kia tốc độ khả không phải bình thường phi cầm loại thần thú có thể bằng được, hơn nữa kia sức chiến đấu cũng là gạch thẳng đánh dấu. Nếu tiểu bằng có thể huyết mạch thức tỉnh lời nói, vậy ngươi xem như được đến một cái không sai trợ thủ. Tư Mã U Nguyệt xem mặt khác một bàn tay lý chim nhỏ, rất khó tưởng tượng người này cư nhiên vẫn là có viễn cổ thần thú huyết mạch linh thú. Hơn nữa ta cho ngươi nói a, à, này tiểu bằng tuy rằng xem không là gì cả, nhưng là bằng của ta hỏa nhãn kim tinh, liền tính nó huyết mạch bất giác tỉnh lời nói, trưởng thành đứng lên cũng là bốn cánh phi bằng vương. Theo ta được biết, này bốn cánh phi bằng đã thật lâu không có vương xuất hiện. Tiểu hống thần bí hề hề nói. Nghe thế đã mê mang một ngày một đêm chim nhỏ cư nhiên còn có như vậy thân phận, tư mã u nguyệt trong lòng càng thêm nghi hoặc, như vậy linh thú tiểu hống là thế nào lừa đến? Nó thế nào còn tại mê mang? Phỏng chừng là phía trước mê dược ảnh hưởng đi. Tư mã u nguyệt nhớ tới phía trước nhìn đến bốn cánh phi bằng trong mắt màu đỏ tươi, phỏng chừng thật sự là cùng kia có liên quan. Khi nó liền như vậy ngủ, đến lúc đó kim xà quả chính, nó không gì trợ giúp. Tư mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói. Này! Ha! Nó tỉnh! Tiểu hống vui sướng nói. Bốn cánh phi bằng là nó riêng tìm đến giúp đỡ, nếu luôn luôn như vậy ngủ nó không là bạch tìm thôi. Cho nên cảm giác được bốn cánh phi bằng tỉnh lại, nó cao hứng không thôi. Bốn cánh phi bằng khép chặt ánh mắt chậm rãi mở, nhìn đến có người, mông lung ánh mắt nháy mắt trở nên lợi hại, trên người lông chim toàn bộ tạc lên nhận ra là tư mã u nguyệt, thân thể mới trầm tĩnh lại. Ngươi tỉnh. Tư mã u nguyệt hỏi. Cám ơn ngươi đã cứu chúng ta. Bốn cánh phi bằng vỗ vỗ cánh, nói. Chẳng qua là thuận tiện. Tư mã u nguyệt nói, ngươi hiện tại thế nào? Ta không sao. Bốn cánh phi bằng nói, ngươi hiện tại muốn khế ước ta sao? A. À. Tư mã u nguyệt không nghĩ tới bốn cánh phi bằng trực tiếp như vậy, ngẩng người, lắc đầu nói: "Ta hiện tại không thể khế ước ngươi. Của ta khế ước ngạch đã đầy, hiện tại không thể khế ước càng nhiều hơn linh thú." "Nga." Bốn cánh phi bằng bình tĩnh gật gật đầu, nói: "Tiểu Hống nói ngươi có một có thể tu luyện địa phương, nói không thể khế ước lời nói, có thể đến bên trong đi tu luyện, chờ ngươi có thể khế ước thời điểm lại khế ước ta đi." Ngạch, Tư Mã U Nguyệt xem bốn cánh phi bằng Ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta? Ân. Ừ. Bốn cánh phi bằng gật đầu. Vì sao? Tư Mã U Nguyệt không hiểu. Tiểu Hống huyết mạch còn cao hơn ta, nó nói đi theo ngươi có tiền đồ, ta tin tưởng nó lời nói. Bốn cánh phi bằng nghiêm cẩn nói. Tư Mã U Nguyệt bị nó trả lời lôi ngoài khét trong sống, cảm tình người này không phải là bởi vì bản thân, mà là vì tiểu Hống mới đi theo bản thân. Nàng ý niệm vừa động Tiểu Hống cùng bốn cánh phi bằng đều bị nàng ném tới tiểu linh tử nơi đó. Như vậy hợp tác, xem nàng mắt đau, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền đi. Bốn cánh phi bằng trước mắt cảnh tượng bỗng chốc liền thay đổi, liền phát hoảng, nhìn đến tiểu Hống đã ở, mới yên lòng. Nơi này chính là Nguyệt Nguyệt địa bàn, ngươi có thể tùy tiện tìm địa phương tu luyện. Tiểu Hống nói. Tiểu linh tử ở không trung hiện lên, xem bốn cánh phi bằng nói: nơi này là thế giới của ta cũng là chủ nhân địa phương ngươi đã vào được về sau chính là chủ nhân khế ước thú ân tuy rằng ngươi còn không có khế ước tiểu hống chủ nhân nói cho ngươi mang tiểu bằng ở trong này nơi nơi đi dạo tiếp đón nó nói xong hắn lại tiêu thất lưu lại còn tại khiếp sợ bên trong bốn cánh phi bằng tiểu hống bay tới nói thế nào ta không có lừa gạt ngươi chứ tiểu bằng hung hăng gật gật đầu nói thật sự là rất thần kỳ, cư nhiên còn có như vậy địa phương, nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm hơn. Cốt lắm, ta hiện tại mang ngươi nơi nơi đi dạo, có chút địa phương chúng ta là không thể tự tiện đi, bằng không nguyệt nguyệt hội mất hứng. Tiểu hống nói xong, mang theo tiểu bằng ở linh hồn châu lý tham quan đứng lên. Tư mã ô nguyệt chậm rãi đi trở về ngụy tử kỳ bên người bọn họ, bởi vì địa phương quá nhỏ, bọn họ đều không có biện pháp đáp lều trại, Bốn người trực tiếp ngồi ở một cái đại tảng đá mặt sau tán gẫu. U Nguyệt, ngươi cư nhiên đi lâu như vậy, có phải không phải đem bụng đều kéo không? Khúc Bàn Tử cười chế nhạo nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không trả lời hắn. Mọi người đều phát hiện trong lòng nàng chim nhỏ không thấy, còn tưởng rằng là nó tỉnh lại ly khai. Tư Mã U Nguyệt đi qua, ở bên người bọn họ ngồi xuống. Này tảng đá còn thật không sai lớn nhỏ vừa mới có thể tàn trụ các nàng năm người lại là ở lùn cây mặt sau vách núi đen bên cạnh các nàng năm người sống vai ngồi bên ngoài đi ngang qua nhân không cẩn thận nhìn còn phát hiện không được hắn nhóm thân ảnh mà bọn họ ra bên ngoài thăm dò đầu có thể nhìn đến phía dưới tình cảnh còn có một ngày này kim xà quả liền muốn chính hiện tại phía dưới linh thú càng nhiều ta hôm nay lại tới nửa không ít cấp bậc tương đối cao linh thú ngụy tử kỳ nói ta đời này còn chưa thấy qua này trận thế, hiện tại tâm đều bùng bùng khiêu đâu. Khúc bàn tử vỗ vỗ bản thân ngực nói. Ngươi tâm nếu không khiêu ngươi mới ngoạn hoàng nghi. Âu Dương Phi nói. Phúc, không nghĩ tới Âu Dương Phi cũng sẽ nói loại lời này, mọi người đều vui vẻ. Có người đến đây. Bắc cung đường nhắc nhở nói. Mọi người đều an tĩnh lại, có cao lớn lùng cây chống đỡ, bên ngoài đi ngang qua nhân cũng nhìn không tới bọn họ. Da, ta hoài nghi đệ đệ thật là bị tư mã gia nhân giết chết tư mã u nguyệt nghe người nói chuyện không nghĩ tới vẫn là người quen nạp lan cùng cùng nạp lan lam ở trong rừng cây đi tới cũng không phát hiện tại đây lùng cây người phía sau lam nhi kỳ nhi chẳng qua là mất tích một đoạn thời gian ngươi như thế nào khẳng định hắn là bị tư mã gia nhân giết nạp lan cùng hỏi ngươi có phải không phải có chuyện gì gạt ta nạp lan lam cắn môi trong mắt hiện lên dãy dụa, cuối cùng vẫn là trong lòng lo lắng chiếm cứ thượng phong, nói. Cha, đệ đệ mất tích sáng hôm đó, hắn tới tìm ta, nói tư mã gia cái kia phế vật về nhà, nói nàng sáng sớm liền muốn đi học viện. Hắn mang theo thị vệ đi nói là muốn tìm nàng tính sổ, lặng lẽ giải quyết nàng. Nhưng là không nghĩ tới vừa đi vô hồi, sinh không thấy nhân, tử không thấy thi. Ngươi nói, trừ bỏ hắn bị là tư mã gia nhân giết, còn có cái gì khả năng? Hồ nháo. Nạp Lan cùng quát lớn nói, ngươi mới vừa bị khai trừ học viện, thế nào lại đi sinh thị phi? Cha, không là ta nhường đệ đệ đi, ta lúc trước cũng khuyên quá hắn, nhưng là hắn không nghe của ta. Nạp Lan Lam ủy khuất nói, cha, hiện tại trọng yếu không ít này, đệ đệ đã mất tích hơn một tháng, chúng ta muốn hay không đi tư mã gia hỏi một chút. Hừ, nếu tư mã gia thật sự dám giết con ta lời nói, ta nạp lan gia cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. Nạp lan cùng nghiến răng nghiến lợi nói, chờ chúng ta đem này kim xà quả sự tình giải quyết, sau khi trở về phải đi tư mã gia. Hai người nói xong đi xa, tư mã u nguyệt năm người thế này mới thật dài thở vào nhẹ nhõm, tư mã u nguyệt nghĩ bọn họ nói trở về tìm tư mã gia phiền toái, ngẩng đầu liền xem mọi người đều nhìn bản thân. Nói đi, có phải không phải ngươi? Chương 85 Kim xà quả thành thục bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Kim xà quả thành thục tư mã u nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, nói câu bản thân đều không tin lời nói. Khụ khụ, ta đây sao thuần khiết nhân, thế nào sẽ làm loại sự tình này? Tiểu hống chúng nó ở linh hồn châu bên trong, nghe được tư mã u nguyệt lời nói, nhất tề trợn trừng mắt. Ngụy tử kỳ bọn họ càng là một bộ ngươi lừa mình dối người biểu cảm xem nàng nếu không là biết thực lực của nàng lời nói bọn họ cũng sẽ tin nhưng là trải qua lần này phổ tác sơn mạch một hàng bọn họ biết nàng cũng không so với bọn hắn nhược thậm chí so với bọn hắn còn muốn lợi hại nàng lời này đều nói phục không xong bản thân càng không lừa được bọn họ mặc kệ này có phải không phải ngươi làm nghe nạp lang lam bọn họ ý tứ lần này trở về là muốn tìm tư mã gia phiền toái khúc bàn tử có chút lo lắng nói Tư Mã Gia cùng Nạp Lan gia sự tình hắn trước kia không quan tâm, nhưng là hiện tại hắn coi Tư Mã U Nguyệt là huynh đệ, tự nhiên cũng đem nàng sự tình làm bản thân chuyện. Lần trước ngươi nhường Nạp Lan Lam bị khai trừ sự tình Nạp Lan gia đối với các ngươi liền ghi hận trong lòng, ta nghe nói này mấy tháng càng là đối với ngươi gia chèn ép, nếu không là Tư Mã tướng quân tay cầm quân quyền, chắc hẳn bọn họ đã trực tiếp động thủ. Ngụy Tử Kỳ nói, kia Nạp Lan Kỳ tuy có chút không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là thật là nạp lan cùng trong lòng bảo vật, nếu biết hắn bị ngươi giết, chắc hẳn bọn họ hội áp dụng càng thêm kịch liệt thủ đoạn. Đối với Ngụy Tử Kỳ nói nàng giết nạp lan kỳ lời nói nàng cũng không có phủ nhận, bọn họ lo lắng nàng cũng nghĩ tới. Đã hắn nói trở về tìm gia gia phiền toái, chúng ta đây còn không bằng đem phiền toái bóp chết ở ngọn nguồn. Nghe được tư mã U Nguyệt Hào không gợn sống nói ra lời này, mấy người trong lòng nhiều là chấn động. Chật chật, vừa mới còn nói bản thân là thuần khiết nhân, hiện tại liền nhẹ như vậy phiêu phiêu nói ra lời này. Khúc bàn tử sách của nàng đài. Tư mã U Nguyệt quăng hắn một ánh mắt, nói. Này thuần khiết cũng là xem đối tượng. Long có nghịch lân, chạm vào tức giận. Có ai dám đụng ta gia nhân, ta tư mã U Nguyệt cũng quyết định sẽ không làm cho hắn tốt hơn. Bốn người đều vì tư mã U Nguyệt lời này động dung, Long có nghịch lân, chạm vào tức giận, bọn họ làm sao không là đâu. Trống, gầm lên giận dữ theo đối diện sơn cốc truyền đến, đem ở trên núi chờ đợi kim xà quả thành thục nhân vật nảy mình. Ra sự tình gì? Không biết, này thần thú thế nào đột nhiên liền nổi giận. Hình như là có ai tiếp cận kim xà quả. Là một cái linh thú, trời ạ, à, là cửu cấp thánh thú. Bọn họ đánh lên. Tư mã u nguyệt bọn họ đứng lên, ghé vào trên tảng đá hướng trong sơn cốc xem, quả nhiên nhìn đến hai cái linh thú đánh lên, chiến tranh kia thậm chí lan đến gần phụ cận linh thú, bức bách chúng nó lui về sau không ít khoảng cách. Khi chỉ thánh thú thật lợi hại, tự nhiên có thể cùng thần thú chiến ở cùng nhau. Khúc bàn tử nhìn đến phía dưới chiến đấu, chật chật cảm thán. Đó là bởi vì nó huyết mạch so khi chỉ thần thú muốn cao một ít. Ngụy Tử Kỳ nói, linh thú huyết mạch ở một mức độ nào đó, có thể tiêu trừ một ít cấp bậc thượng áp bách bất quá có thể thắng hay không lợi, hay là muốn xem đều tự thực lực. Khi thần thú ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, thánh thú phải thua. Bắc cung đường nói. Những người khác không biết bắt cung đường là làm sao mà biết được, nhưng là ở nàng vừa dứt lời không lâu, khi chỉ thánh thú đã bị đánh quán trên mặt đất, tiếng khí nhi thiếu, ra khí nhi nhiều. Khi di viên cư nhiên đã đến thần thú nhị cấp. Vây xem nhân ào ào đối thần thú cuối cùng lộ ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng rối rắm đứng lên. Tướng quân, không nghĩ tới kia di viên cư nhiên là thần thú nhị cấp, như vậy chúng ta cướp lấy kim xà quả khó khăn thật to gia tăng. Tư mã liệt phía sau một cái thị vệ nói. Nguyên bản thần thú nhất cấp cùng linh hoàng nhị cấp thực lực không sai biệt lắm, hơn nữa những người khác trợ giúp, tư mã liệt cướp lấy này kim xà quả cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là hiện tại này di viên thăng cấp đến thần thú nhị cấp, sức chiến đấu có thể linh hoàng tứ cấp so sánh, tính ra liền cao hơn hắn hai cấp, muốn còn hơn nó, hy vọng bỗng chốc trở nên xa vời. Này kim xà quả cố nhiên hấp dẫn nhân, nhưng là này mi hầu cư nhiên lặng lẽ thăng cấp. Phân phó đi xuống, tùy cơ ứng biến, không cần đánh bừa. Tư mã liệt nhìn một chút cách đó không xa nạp lan gia doanh địa, nơi đó, nạp lan cùng đang ở tùy tùng nói chuyện với nhau, tự hồ cũng là đang nói vừa mới chuyện đã xảy ra. Tư mã U Nguyệt đám người ẩn thân đại tảng đá cùng tư mã gia doanh địa cách xa nhau không xa, nghe được tư mã liệt lời nói, nàng huyền tâm mới thả xuống dưới, nàng chỉ sợ tư mã liệt bị này bảo bối sự tình làm hôn đầu, phải muốn áp dụng đánh bừa phương thức đi cùng di viên cứng rắn thưởng kim xa quả. Hiện tại biết hắn không phải như vậy nghĩ tới, cũng liền an tâm. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, bọn họ hiện tại đối kim xà quả mơ ước, theo người khác cũng là không biết tự lượng sức mình. Ban đêm chậm rãi buông xuống, đêm nay ánh trăng thần kỳ sáng ngời, như ngọc bàn cao cao bắt tại không trung, ngân hoa rơi sơn cốc. Có lẽ là cảm giác được kim xà quả muốn thành chính, trong sơn cốc linh thú còn có sơn người trên nhóm đều không có nghỉ ngơi, mọi người đều khẩn trương chú ý kim xà quả tình huống. Tư mã U Nguyệt gắt cao nhìn chầm chầm kim xà cây ăn quả, bởi vì so người khác hơn một điểm hiểu biết, cho nên nàng chú ý điểm không giống với người bình thường chỉ nhìn đến kim xà quả ở hấp thu nguyệt hoa, còn chưa hoàn toàn biến thành màu vàng quả thực ở thông thả thành thục, mà nàng còn lại là đem ánh mắt đặt ở kim xà cây ăn quả thượng. Kim xà cây ăn quả tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, coi như phủ thêm một tầng mỏng manh ngân sa, ở ánh trăng che dấu hạ, không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không ra đến. Thì phải là chữa trị linh hồn khí thể sao? Tư mã U Nguyệt nhìn đến Di Vi ngồi ở kim xà quả bên người, đang cố gắng hấp thu kim xà quả phát ra hơi thở, xem ra, nó có thể thăng cấp đến thần thú nhị cấp, cùng này khí thể không phải là không có quan hệ. Sau nửa đêm, ở mọi người đều có chút buồn ngủ thời điểm, ma sát đột nhiên ra tiếng nói. Kim xà quả muốn thành chính. Tư mã U Nguyệt luôn luôn xem kim xà cây ăn quả, tự nhiên phát hiện kim xà quả biến hóa. Khi thất quả quả thực đã toàn bộ biến thành kim hoàng sắc, quả thực tản mát ra nồng đậm mùi, nhưng ở đây linh thú vì này điên cuồng này linh thú đều hướng vách núi đen thượng hướng muốn đi hái quả thực lại phát hiện quả thực bị một trận bạch quang bao vây lại ngăn cách đại gia đụng chạm còn kém cuối cùng một điểm ma sát nói kim xà quả thành thục đại gia nhanh đi hái a à. trên núi không biết ai hô một tiếng đám người bỗng chốc biến bị kia kim xà quả mê hoặc tâm thần không để ý phía dưới thú đàn lập tức hướng kim xà quả bay đi Linh sư ở thực lực tới linh vương hậu liền có thể ngự không phi hành, xem ra này đó đều là các thế lực linh vương đã ngoài cao thủ. Này linh sư bay thẳng đến vách núi đen bay đi, lại bị Di Viên một quyền đánh ra đến trận gió đêm không ít người đánh bay, những người đó rơi trên mặt đất liền bị linh thú vây công đứng lên. Thú cùng thú, người với người, đại gia ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, trong sơn cốc hỗn loạn một mảnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Liệt cũng hướng tới Di Viên bay đi xuất ra một lọ thuốc bột, phóng tới bắt cung đường trên tay, nói. Ta đi thưởng kim xà quả, ngươi giúp ta đem thứ này tác đến nạp lan gia nhân trên người. Nếu ta có thể cướp đến kim xà quả, tất nhiên phân ngươi một phần. Chương 86 Trừ tận gốc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 Trừ tận gốc bắt cung đường xem tư mã U Nguyệt, nói Ngươi muốn bản thân đi phía dưới tình huống ngươi cũng thấy đấy, nếu chúng ta đều đi xuống lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ những người này cùng thú tắc hàm răng. Tư mã U Nguyệt nói, ta có biện pháp tìm tới đó, nhưng là không có biện pháp mang bọn ngươi cùng nhau. Tử Kỳ, Âu Dương, Mập Mạp, các ngươi ba cái phải làm hảo hộ hoa sứ giả, đem thuốc này phấn tác đến nạp lan gia nhân thân thượng liền lập tức thối lui. Hai ngày sau chúng ta ở muối thành gặp. Chúng ta làm sao có thể nhường một mình ngươi đi? bắt cung đường không tiếp lọ thuốc. Ta sự tình còn không làm xong, là sẽ không lấy bản thân tánh mạng đùa. Tư mã U Nguyệt đem lọ thuốc nhét vào bắt cung đường trong tay, nói. Tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi đem kim xà quả mang về đến. Nói xong, nàng cấp tốc lòe ra lùng cây, hướng tới Sơn Hạ chạy tới. Chúng ta cũng đi thôi. Âu Dương Phi nói, nàng không là hội nói mạnh miệng nhân. Đã nàng nói nàng có biện pháp, hẳn là thật sự, Chúng ta đi lời nói có lẽ còn có thể tha của nàng chân sau. Ngụy Tử Kỳ cùng khúc bàn tử bọn họ không có cãi lại Âu Dương Phi lời nói, bởi vì hắn nói là tình hình thực tế. Bọn họ luôn luôn cảm thấy bản thân là bạn cùng lứa tuổi bên trong đáng chú ý, cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ có một ngày cũng sẽ trở thành tha nhân chân sau. Bắc cung Đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chạy đến sơn hạ, chui vào linh thú trung gian không thấy bóng người, trong lòng nhịn không được một trận lo lắng loại này lo lắng người khác tâm tình bao lâu không xuất hiện qua nắm chặt trong tay lọ thuốc thu hồi bản thân lo lắng nói các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi đem điều này tác đến nạp lan gia nhân thân thượng nói xong nàng liền phải rời khỏi bị âu dương phi ngăn lại chúng ta cùng đi bắt cung đường xem âu dương phi kiên định ánh mắt gật gật đầu chúng ta không cần đem điều này tác đến nạp lan cùng trên người Nạp Lan gia doanh địa nhất định còn có người, chúng ta đi tác đến bọn họ trong lều trại liền rời đi." Ngụy Tử Kỳ nói, nơi này hiện tại rất hỗn loạn, vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo. "Ân, đi." "Đợi chút." Khúc Bàn tử ngăn lại đại gia, theo không gian giới chỉ lý xuất ra bốn mặt nạ đưa cho đại gia, nói, "Vì không bị phát hiện thân phận, chúng ta vẫn là đội này đi." "Mập mạp, làm sao ngươi sẽ có mặt nạ?" ngụy tử kỳ hỏi u nguyệt cho ta khúc bàn tử đem mặt nạ đội dẫn đầu đi ra ngoài âu dương phi ba người không nói gì xem trong tay mặt nạ này tư mã u nguyệt là sáng sớm liền chuẩn bị tốt mặt nạ chuẩn bị làm chuyện xấu chúng ta cũng đi thôi ba người đem mặt nạ đội đi theo khúc bàn tử hướng nạp lan gia lều trại đi đến bởi vì không biết trong doanh địa còn có bao nhiêu người bắt cung đường bọn họ đem thuốc bột tác tiếng lều trại liền rời đi không nhìn thấy trong lều trại đến cùng có ai. Nạp Lan Lam ở lều trại ngoại nhìn một lát phía dưới tình cảnh, bị dọa đến sắc mặt như tờ giấy, lão đảo chạy về lều trại. Lòng còn sợ hãi nàng không có phát hiện trong lều trại hơn một cổ nhàn nhạt mùi. Ngụy Tử Kỳ bốn người đắc thủ sau liền bắt đầu hướng sơn mặt khác một bên chạy tới, không chạy rất xa liền nhìn đến Á Quan ở phía trước chờ bọn họ. Chủ nhân nói làm cho ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Á Quan hiện ra bản thể hướng ngụy tử kỳ bọn họ nói. Hiện tại nội vây cũng có chút loạn, nếu gặp được nổi điên linh thú, á quan làm thánh thú sức chiến đấu cũng muốn cường một ít. Ngụy tử kỳ bọn họ cũng không ngại ngùng, trực tiếp đi đến á quan trên lưng, nhường nó lưng bọn họ ra bên ngoài vây chạy tới. Bắt cung đường ngồi ở cuối cùng một cái, nàng quay đầu nhìn nhìn bị chiến đấu chiếu sáng trưng sơn cốc, ánh mắt vi liễm. Tư mã U Nguyệt theo đại tảng đá lúc đi ra mượn ra một cái mặt nạ đội, sau đó hướng tới Sơn Hạ chạy tới. Ở nàng tiến vào thú đàn trong nháy mắt kia, trên người nàng hơi thở rồi đột nhiên biến đổi, cả người hơi thở giống như hư không tiêu thất giống nhau, mặc dù là theo những người đó cùng linh thú bên người đi qua, cũng không có khiến cho bọn họ chú ý, vì thế nàng rất nhanh xuyên qua thú đàn, đi tới vách núi đen phía dưới, thân mình nhảy liền bay đến kim xà cây ăn quả dữ. Hoa tắc, không nghĩ tới có người ta còn có thể cảm thụ một chút phi cảm giác tư mã u nguyệt rơi xuống đất sau đối ma sát cảm thán ma sát không có trả lời nàng nói ở ngươi tiếp xúc đến kim xà quả thời điểm ta gây ở trên người ngươi lực lượng sẽ biến mất đến lúc đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi đem kim xà quả đoạt được đến hơn nữa phải nhanh nếu là nhường phía dưới nhân hòa linh thú phát hiện hậu quả không cần ta nói ta minh bạch tư mã u nguyệt gật đầu phía dưới nhiều như vậy linh thú cùng nhân loại cao thủ ở thừa dịp bản thân lấy kim xà cây ăn quả thời điểm xuống tay với tự mình lời nói, bản thân bất tử cũng sẽ đến quỷ môn quan đi mai kia chuẩn bị tốt lời nói, ta đem lực lượng triều đã trở lại ma sát nói xong, tư mã u nguyệt cảm giác vừa mới rót vào bản thân trong cơ thể kia luồng lực lượng không thấy, cái loại này nhẹ nhàng cảm giác cũng đã biến mất nàng xuất ra bình thường ở linh hồn châu lý làm cỏ tiểu cái xẻng ngồi sổng kim xà cây ăn quả hạ liền bắt đầu cẩn thận đào lên này kim xà cây ăn quả bất quá 50 nhiều cm độ cao, nhưng là phía dưới bộ rễ nhưng không nhỏ, vì giảm bớt đối kim xà cây ăn quả thương hại, nàng tận lực đem căn tu toàn bộ đào lên, ngay tại nàng muốn hoàn toàn thành công thời điểm, một tiếng phẫn nộ gầm rú từ không trung truyền đến. Trống, đang ở cùng tư mã liệt chiến đấu di viên cảm giác được có người ở động kim xà quả, bị vây ưu thế nó buông tha cho đối tư mã liệt cùng truy mảnh đánh, xoay người cấp tốc hướng tới tư mã u nguyệt công tới. Tư Mã Liệt cùng Di Viên chiến vài cái hiệp liền muốn rút lui khỏi, nhưng là Di Viên cũng không làm cho hắn có cơ hội đào tẩu, hiện đang nhìn đến Di Viên rời đi, Tư Mã Liệt nhân cơ hội bay đến bên cạnh một cái đỉnh núi thượng, muốn nhìn một chút đến cùng là ai cư nhiên tránh được nhiều người như vậy cùng linh thú ánh mắt, đi tới kim xà cây ăn quả bên cạnh. Những người khác cũng chú ý tới vách núi đen thượng tình huống, ào ào hướng kim xà cây ăn quả nhìn lại, nhìn đến một cái đội mặt nạ mặc đại áo choàng nhân ngồi ở nơi đó lấy kim xà quả đó là ai mọi người đều nhớ không nổi mấy ngày nay xuất hiện quá như vậy một người cẩn thận phân biệt cũng không nhận ra thân phận của nàng tư mã u nguyệt cảm giác được di viên hướng tới bản thân công tới mắt thấy còn có cuối cùng một điểm trăng tu ở trong đất nàng ngoan nhẫn tâm một tay lấy kim xà cây ăn quả bạc lên ném vào linh hồn châu lý ở kim xà cây ăn quả biến mất nháy mắt ma sát lực lượng lại dũng mãnh vào nàng trong thân thể, còn chưa có chuẩn bị tốt di viên liền đã chạy tới, đành phải đón đỡ hạ nó một quyền. Phúc, tư mã u nguyệt bị di viên một quyền đánh bay, một ngụm máu tươi dơ thẳng lên trời phun ra, cuối cùng xoay người phi ở không trung. Đại gia này mới nhìn rõ rồi chứ thân thể của nàng hình, kia thân ảnh lược hiển đơn bạc, bất quá lại che giấu không được trên người nàng phát ra hơi thở. Linh, lệnh tôn. Tư Mã Liệt không xác định nói. Gia chủ, Diệp Lân Đại Lục khi nào thì xuất hiện một cái lệnh tôn? Không không kia không là lệnh tôn, của nàng hơi thở có vẻ thật phù phiếm, rõ ràng không là thực lực chân chính. Lớn mật nhân loại, cư nhiên dám thưởng của ta kim xà quả. Di viên nhìn đến ngay cả kim xà cây ăn quả đều bị đào, phẫn nộ không thôi, hơn nữa vừa mới tiếp bản thân một quyền nhưng không có tử, nhưng nó càng thêm tức giận không thôi, thân mình nhảy, vĩ đại nắm tay lại hướng tư mã U Nguyệt đánh tới. Chương 87 Trò hay tan cuộc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 87 Trò hay tan cuộc ma sát cảm giác được trận gió lý hàm mang táo bạo lực lượng, mang theo tư mã U Nguyệt hướng không trung lui mấy chục thước né tránh di viên cái này bạo quyền. Quy, ta nói, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Thế nào hiện tại ngay cả con khỉ đều đánh không lại? Tư Mã U Nguyệt xem ma sát chính là mang theo nàng trốn tránh, nói: "Ta hiện tại linh hồn bất ổn, thực lực phát huy không đi ra." Ma sát nói, hơn nữa vừa mới tiếp nó kia một chưởng, còn chưa có chuẩn bị tốt, cứng rắn kế tiếp, ta cũng bị một ít thương. "Được rồi, đã đánh không lại, chúng ta vẫn là trước trốn đi. Nếu những người khác cũng tưởng muốn lên đến thưởng, chúng ta đến lúc đó liền phiền toái." Nói xong, Tư mã U Nguyệt đem tiểu bằng theo linh hồn châu Lý kêu lên, gặp nó trực tiếp là bản thể xuất hiện, thân mình nhảy bay đến nó trên lưng. Tiểu hầu tử, ta hôm nay liền không cùng ngươi ngoạn nhi. Tư mã U Nguyệt theo trên cao nhìn xuống di viên, nhìn đến nó táo bạo hòa khí phẫn, còn có không cam lòng, đột nhiên có chút không đành lòng. Nó thủ hộ mấy trăm hơn một ngàn năm bảo bối, bản thân liền như vậy nhổ tận gốc, giống như có chút hơi quá đáng. Đầu óc cấp tốc qua vài giây, Nàng xuất ra một cái kim xà quả, ném hướng Di Viên, nói: "Tiểu hầu tử, ngươi thủ lâu như vậy, ta cũng phân ngươi một điểm." Di Viên tiếp được tư mã u nguyệt ném đến kim xà quả, xác nhận không có lầm, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng đã nhân cơ hội ngồi tiểu bằng ly khai, trong lòng có chút. Nó vốn cho là hôm nay này kim xà quả là lấy không trở lại, không nghĩ tới cái này nhân cư nhiên hội còn một cái cấp nó, điều này làm cho nó có chút ngoài ý muốn. Bất quá nó chỉ cần một cái kim xà quả là đủ rồi, bởi vì nó chẳng phải tưởng dựa vào này đến tăng trưởng thực lực, mà là muốn này đến kích thích trong thân thể huyết mạch thức tỉnh. Hoàn hảo người này loại không có đem kim xà quả toàn bộ cướp đi, cấp nó lưu lại hy vọng, bằng không cho dù là mạo hiểm tự bạo kết cục, nó cũng muốn kéo nàng xuống nước. Nghĩ đến đây, này đơn thuần di viên trong lòng đối tư mã u nguyệt ngược lại có chút cảm kích, nếu làm cho nàng đã biết, không chừng mắng một câu khờ hóa đem kim xà quả ăn vào miệng di viên hướng tới một cái phương hướng bay đi lưu lại một sơn cốc linh thú cùng nhân loại mọi người đều còn chưa có phản ứng đi lại này cướp đoạt kim xà quả song phương liền đều ly khai trong sơn cốc không có kim xà quả hơi thở này linh thú cũng chậm chậm khôi phục lý trí một ít cấp bậc cao dẫn đầu ly khai gia chủ này kim xà quả liền như vậy không có nạp lan gia thị vệ đi đến nạp lan cùng bên người bọn họ hiện tại đều còn cảm thấy bản thân là ở trong mộng. Này vừa mới còn tại cùng người khác vì kim xà quả ra tay quá nặng, đảo mắt thứ này sẽ không có. Bằng không đâu, người nọ liền tính không là lệnh tôn, ít nhất cũng là ở linh hoàng cao cấp, bằng không làm sao có thể dùng bí pháp đem thực lực tăng lên tới lệnh tôn đi. Người như vậy, bên người còn có phi hành linh thú, người muốn đi thưởng sao? Nạp Lan cùng nghĩ vậy thứ đến không, trong lòng biên một trận hỏa đại, đem cơn tức phát ở thị vệ trên người thuộc hạ không dám thị vệ chạy nhanh ôm quyền nói hồi đi thu thập một chút trước rời đi sơn cốc này nạp lan cùng phân phó nói là gia chủ nạp lan gia nhân rất nhanh liền đi những người khác cũng lục tục ly khai này đỉnh núi tuy rằng ban đêm chạy đi cũng không an toàn nhưng là ở tại chỗ này lời nói phía dưới này linh thú nói không chừng phát cùng hướng bọn họ công tới liền phiền toái. Không hề động thân có hai người, một cái là Tư Mã Liệt, một cái là Thanh Vô Nhai. Tư Mã Liệt đứng ở đỉnh núi, xem Tư Mã U Nguyệt phương hướng ly khai, hắn luôn cảm thấy cái kia thân ảnh có chút quen thuộc, cũng không nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ thật lâu hắn cũng không nghĩ tới, thì phải là hắn từ nhỏ đưa đại cháu gái. Mà Thanh Vô Nhai còn lại là nhận ra Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu nhìn đến bốn cánh phi bằng hắn còn tưởng rằng chính là trùng hợp này thưởng kim xà quả tên vừa vặn có một cái bốn cánh phi bằng nhưng là lúc hắn nhận ra ngồi ở bốn cánh phi bằng trên đầu tiểu bạch điểm là tiểu hống thời điểm liền khẳng định người nọ là tư mã u nguyệt bất quá hắn cũng không có tính toán đem chuyện này nói ra xem như báo đáp tư mã u nguyệt bọn họ ân cứu mạng nghe được bản thân phụ thân kêu gọi hắn xoay người đi theo bọn họ cùng rời đi mà tư mã liệt nguyên bản cũng nhìn đến tiểu hống, lại bởi vì chưa từng thấy bốn cánh phi bằng, đem nó trở thành là bốn cánh phi bằng trên trán màu trắng lông chim, bởi vậy bỏ lỡ nhận ra tư mã u nguyệt cơ hội. Tướng quân, người nọ, chúng ta bây giờ còn đánh không lại. Thị vệ đi đến tư mã liệt phía sau, nhìn đến hắn nhìn tư mã u nguyệt phương hướng ly khai, cho rằng hắn còn tại không cam lòng. Ta biết. Tư mã liệt nói, nhưng đại gia thu thập này nọ rời đi đi. Là tướng quân. Rất nhanh, khuyên náo sơn cốc liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có ở hỗn chiến trung chết đi linh thú thi thể còn nằm ở đàn kia. Này rời đi nhân không phải là không có nhân đánh này đó thi thể chú ý, nhưng là này linh thú hướng đến chán ghét nhân loại cướp đi thi thể, liền tính không phải là mình đồng loại, ở dưới tình huống như vậy chúng nó cũng không cho phép. Hiện tại linh thú chiếm đa số những người đó mặc dù có ý tưởng, nhưng là vẫn là ly khai. Tư mã U Nguyệt ngồi tiểu bằng hướng ra ngoài vây phương hướng bay đi, ngồi ở trên lưng quan sát, dưới ánh trăng phổ tác sơn mạch cảnh sát cũng cũng không tệ. Rời xa sơn cốc sau, ma sát đem lực lượng của chính mình thu hồi, nói. Ta đi trở về, luôn luôn của ta linh hồn cũng không ổn, hiện tại lại bị thương, gần nhất cũng không có thể lại mượn lực lượng cho ngươi. Nghe được ma sát có chút suy yếu thanh âm, tư mã u nguyệt lo lắng hỏi làm sao ngươi dạng có phải không phải rất nghiêm trọng a à? không có việc gì hấp thu một đoạn thời gian kim xà cây ăn quả phát ra khí thể thì tốt rồi ma sát nói chờ lần sau ta xuất ra liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy vậy ngươi có muốn ăn hay không một viên kim xà quả tư mã u nguyệt hỏi không cần ta cũng ăn không xong Ta hiện tại linh hồn căn bản không chịu nổi kim xà quả lý táo bạo năng lượng." Ma Sát nói, "Nếu ngươi muốn ta sớm một chút khôi phục, cũng không phải không có biện pháp." "Biện pháp gì?" "Luyện đan." Ma Sát nói, "Chỉ cần ngươi có thể luyện ra đối linh hồn hữu ích đan dược, ta liền có thể nhanh hơn khôi phục." "Ta làm sao có thể luyện ra hắc ám đan dược?" Tư Mã U Nguyệt nguyên bản nghe được có biện pháp còn có chút kích động, hiện tại nghe được hắn nhắc tới hắc ám đan dược Dục chí nói. Ngươi đã quên của ngươi thể chất. Ma sát nói. quan ma thân thể. Tư mã U Nguyệt không hiểu, cái đó và luyện chế hắc ám đang dược có quan hệ gì. Có được ma thể nhân liền có thể hấp thu ám hệ linh khí, chỉ cần có được ám hệ linh khí, ngươi ở ngưng đang thời điểm rót vào đi vào, liền có thể trở thành hắc ám đang dược. Ma sát nói. Di, ta còn có thể hấp thu ám hệ linh khí. Tư mã U Nguyệt kinh ngạc nói, kia bao nhiêu cấp bậc đang dược mới đúng ngươi hữu dụng A. À? Ít nhất lục phẩm. Ma sát nói, ngươi hiện tại tài năng luyện chế nhất phẩm, muốn luyện ra đối ta có trợ giúp đang dược, còn sớm. Tư mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, nói. Ngươi lúc trước nguyện ý xuất ra chỉ điểm ta luyện đang chính là ôm mục đích này đi. Nàng đã nói thôi, lúc trước hắn cảm nhận được bản thân là quan ma thân thể thời điểm, thế nào nguyện ý bại lộ hai người khế ước quan hệ, còn nhiệt tâm như vậy giáo nàng luyện đan, nguyên lai là nghĩ bản thân về sau có thể luyện chế đối hắn hữu dụng hắc ám đan dược A. Chương 88 Lại đã xảy ra chuyện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 Lại đã xảy ra chuyện Ma sát không có phủ nhận, bởi vì hắn lúc ban đầu nguyện ý giáo nàng luyện đan vốn là ôm mục đích này. Ta đi trở về cướp đoạt kim xà quả nhân có bốn cánh phi bằng tin tức chắc hẳn rất nhanh sẽ hội truyền khai, người tốt nhất vẫn là đem nó thu hồi đến, bản thân đi ra ngoài. Dù sao ngươi hiện tại thực lực, không ai hội hoài nghi đến trên người ngươi. Ma sát nói xong liền vào linh hồn châu bên trong, đi đến kim xà quả bên cạnh. Tiểu linh tử đã đem kim xà cây ăn quả loại ở tại một cái đại trong chậu hoa, tuy rằng xem vừa mới đã trải qua đổi sự tình, kim xà quả lại không nhận đến cái gì thương hại này ta riêng dùng là chậu loại. Tiểu linh tử xuất hiện tại ma sát bên người, nói, này cần ở ban đêm hấp thu nguyệt hoa đến chuyển hóa thành tự thân năng lượng, như vậy cũng thuận tiện nàng về sau xuất ra đi. Ân, ừ, ngươi lo lắng không sai. Ma sát gật gật đầu, linh hồn bay tới kim xà cây ăn quả bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Tiểu linh tử thấy vậy, im hơi lặng tiếng tiêu thất, cũng như hắn lặng yên không một tiếng động đến. Tư mã U Nguyệt ở ma sát trời đi sau liền nhường tiểu bằng tuyển một nơi rơi xuống, sau đó đem nó thu được linh hồn châu lý. Ma sát nói không sai, nàng ngồi bốn cánh phi bằng rời đi sự tình bảo không cho đã truyền quay lại muối thành, nếu bản thân lại ngồi nó trở về lời nói, chỉ sợ hội đưa tới không cần thiết phiền toái. Mà nàng nếu đem ngụy trang tan mất, một cái linh sư cấp những người khác căn bản không sẽ khiến cho nhân chú ý, dù sao hiện tại đã đến trung vây, Đối nàng mà nói đã không có quá lớn nguy hiểm. Đem Tiểu Hống ôm vào trong ngực, nàng tuyển một gốc cây che trời đại thụ, không vài cái liền đi đến chặt cây thượng, tuyển một căn gốc thô chặt cây nằm ngủ một đêm. Làm sáng sớm thứ nhất lũ ánh trạng đông chiếu vào trên mặt thời điểm nàng liền tỉnh, thân mình nhảy liền nhảy đến trên đất, vỗ vỗ thủ, nhưng Tiểu Hống phân rõ một chút bên ngoài phương hướng sau liền bắt đầu chạy đi. Đi rồi nửa ngày sau, nàng gặp một ít giống nhau rời đi mọi người tuy rằng bọn họ nhìn đến nàng thời điểm không có đem nàng cùng tối hôm qua người nọ liên hệ đứng lên, thế nhưng là vẫn như cũ đối nàng một người ở trung vây hành tẩu cảm thấy kinh ngạc. Đối với đánh giá ánh mắt, tư mã U Nguyệt trực tiếp không nhìn, nàng đối những người này đều không có hứng thú, cũng lười cùng bọn họ bắt chuyện. Ở người đi đường thời điểm nàng cùng Á Quang liên hệ một chút, phát hiện bọn họ cách chẳng phải rất xa, liền tính toán xong phương hội cùng cùng rời đi tiểu hống trên đường luôn luôn ghé vào tư mã u nguyệt trên bờ vai căn bản không bản thân đi bất quá cùng nó một đường trò chuyện thiên tư mã u nguyệt cũng cảm thấy lộ trình không là rất xa chủ nhân cứu mạng tư mã u nguyệt đang ở cùng tiểu hống nói giỡn nói đột nhiên nghe được á quan cầu cứu á quan ngươi làm sao vậy nghe được kêu gọi tư mã u nguyệt sốt ruột hỏi chủ nhân mau tới chúng ta cũng ngươi mau tới a à. á quan nói xong liền im tiếng đem tư mã u nguyệt liền phát hoảng cảm nhận được cùng nó liên hệ mới hơi chút yên lòng tiểu hống tư mã u nguyệt hô nguyệt nguyệt đi lên đi tiểu hống thân mình thành lớn đủ tư mã u nguyệt ngồi trên đi sau đó mang theo nàng chạy vội cũng may bọn họ hiện tại cách xa nhau vị trí chẳng phải rất xa ước chừng nửa giờ sau nàng liền nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi còn có phức tạp ở trong không khí một cổ nhàn nhạt mùi thơm ai nha nguyệt nguyệt ta không khí lực tiểu hống đột nhiên nói tiểu hống ngươi làm sao vậy tư mã u nguyệt cảm giác được tiểu hống dị thường hỏi nguyệt nguyệt này không khí có cổ quái giống như đem trên người ta khí lực đều bớt chút thời gian giống nhau tiểu hống dừng lại ánh mắt có chút mê ly tư mã u nguyệt cảm giác một chút cùng á quan vị trí chẳng phải xa thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được đánh nhau thanh âm, chiến đấu địa phương hẳn là liền ở phía trước không xa. Tiểu hống, ngươi đi về trước đi, thừa lại sự tình giao cho ta. Tư mã u nguyệt xuống dưới, đem tiểu hống thu được linh hồn châu lý nhường tiểu linh tử chiếu cố nó, sau đó cấp tốc hướng tới phía trước chạy tới. Đột nhiên, nàng phát hiện trước phương cất giấu vài bóng người, xem những người đó bộ dáng hẳn là ở trình coi phía trước tình huống. Lão đại, không nghĩ tới những người này ở đoàn tụ xà thủ hạ cũng chống đỡ lâu như vậy. Bọn họ hiện tại cũng phải dựa vào kia bắt cung đường cứng rắn chống, chỉ cần nàng ngã xuống, khác ba người cũng không chừng vì hoạn. Mặc kệ thế nào, lần này bọn họ chết chắc rồi. Ha ha, vẫn là lão đại anh Minh, cư nhiên nghĩ đến đưa bọn họ dẫn tới này đoàn tụ xà địa bàn đến. Bị gọi lão đại nam tử hừ lạnh một tiếng, nói không nghĩ tới lần trước bầy sói không có giết chết bọn họ, cư nhiên ở trong này gặp phải, chỉ tiếc kia tư mã u nguyệt không ở trong này, bằng không thật sự có thể mang bọn họ một lưới bắt hết. Lão đại, bọn họ đã đều ở trong này, kia tư mã u nguyệt chắc hẳn đã ở phụ cận, chỉ muốn thu thập này bốn người, cái kia phế vật còn không phải tùy ý lão đại ngươi đắn đo. Tư mã u nguyệt lặng yên tới gần bọn họ, đưa bọn họ lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng cười lạnh, nàng đã nói lần trước hỏa diễm bày sói sự tình có kỳ quái, nguyên lai thật là có người dở trò quỷ. Nàng ý niệm vừa động, một cái bình ngọc liền xuất hiện tại trong tay, nàng đem nắp vung mở ra, sau đó đem cái chai ném tới kia mấy người trung gian. Đang xem bắt cung đường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một người nghe được động tĩnh, quay đầu muốn nhìn một chút kết quả, lại phát hiện tư mã U Nguyệt đứng ở cách đó không xa đầy người hàng khí nhìn bọn họ. Tư mã U Nguyệt, ngươi chừng nào thì đến chúng ta mặt sau đến. Người nọ kinh ngạc hô xuất ra. Nghe được người nọ thanh âm, khác mấy người cũng xoay người lại, trong đó một người đúng là lúc trước bị bầy sói truy giết người. Lúc trước sự tình quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Tư mã U Nguyệt nhìn bọn hắn chầm chầm, trong mắt là không chút nào che giấu sát ý. Này mấy người đều bị của nàng khí thế sở kinh sợ, này thật là một cái phế vật hội có được khí thế sao? Tư mã U Nguyệt ngươi muốn thế nào? Nghe được phía trước tiếng đánh nhau, tư mã U Nguyệt đi phía trước chăm chú nhìn, vừa vặn nhìn đến bắt cung đường bị đoàn tụ xà đuôi rắn đánh bay. Trong lòng nàng quýnh lên, nói, ta muốn thế nào các ngươi như thế này sẽ biết. Ngươi còn tưởng đi cứu bọn họ hay sao? Khi lão đại xem tư mã U Nguyệt, nguyên bản thầm nghĩ đang âm thầm giết chết của các ngươi, đã hiện tại bị ngươi phát hiện, vậy đành phải trực tiếp đưa ngươi đi địa ngục vậy gặp các ngươi có hay không kia bản sự. Tư mã U Nguyệt nói xong trực tiếp vòng quá bọn họ, hướng tới phía trước đất trống chạy tới. Khi mấy người muốn công kích nàng, lại phát hiện không biết khi nào thì bắt đầu, bọn họ đã không thể động bắn. Bắt cung đường bị đoàn tụ xà đuôi tảo trung, trùng trùng bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất tạp khởi không ít cho bụi. Phốc, chiếc hầu một cổ tinh ngọt, một nguồn máu tươi phun ra mà ra, kia phun đến trên đất huyết lý còn trong mơ hồ tạp giả mảnh vỡ. Bắc cung, ngươi đi mau. Không cần xen vào nữa chúng ta. Ngụy tử kỳ tà nằm trên mặt đất, hướng tới Bắc cung đường hô to. Bắc cung đường muốn tự đi trên đất đứng lên, thử hai lần đều thất bại, nàng một bàn tay chống trên đất, một bàn tay vỗ về ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đoàn tụ xà, suy yếu nói. Ngươi đã nhóm lúc trước nói chúng ta là một cái đoàn đội, ta đây liền không thể ném các ngươi mặc kệ. Khá lắm kệ mạnh nha đầu, đáng tiếc người như vậy ta không thích. Khi đoàn tụ xà vung đuôi xem bắt cung đường, không nghĩ tới một mình ngươi liền truyền ta lâu như vậy, hiện tại ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi yên tâm đi, ta đây một đuôi ba đánh tiếp, ngươi sẽ không cảm giác được tử vong thống khổ. Nói xong, nó đuôi cao dơ lên cao khởi, mắt thấy liền muốn rơi xuống bắt cung đường trên người. Chương 89 tay cầm cái chảo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 89 Tay cầm cái chảo Bắt cung, nhanh chút trốn A à. Ngụy tử kỳ ba người nhìn đến trước mắt một màn Đều cấp đỏ ánh mắt, sốt ruột hô Bắt cung đường vô lực xem hướng bản thân rơi xuống cự vĩ Vừa mới nàng đã lĩnh giáo qua nó lợi hại Nếu lại bị nó đánh trúng lời nói Bản thân chắc hẳn thật sự muốn đi gặp Diêm Vương nhưng là nàng lại động không được, đùi nàng vừa mới xuất chặt đứt, hiện tại hoạt động một chút đều gian nan. Bất đắc dĩ nàng chỉ phải nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng phán quyết. Mộng cơ, thực xin lỗi, ta không thể chờ ngươi đã tỉnh. Nương, đệ đệ, thực xin lỗi, ta không thể tin thủ hứa hẹn, trở về thấy các ngươi. Bất quá, trong dự đoán đau đớn không có đã đến, lại nghe đến len ken một tiếng, tiếp theo bên người truyền đến đuôi rắn đã kích mặt đất thanh âm u nguyệt kinh hỷ thanh âm truyền tiếng bắt cung đường lỗ tai nàng trợn mắt liền thấy được tư mã u nguyệt kiên định bóng lưng mà trong tay nàng cầm vũ khí dĩ nhiên là một ngụm cái chảo tư mã u nguyệt xoay người nhìn nàng nói Bắc cung ta đến đây nếu không là trong tay vũ khí quá mức buồn cười bắt cung đường nhất định sẽ cảm thấy giờ phút này tư mã u nguyệt thật phong cách đáng tiếc khi đậu so vũ khí thật sự rất hủy nàng hình tượng Tư mã U Nguyệt xem bắt cung đường ánh mắt lạc ở trong tay cái chảo, sang nở nụ cười, nói. Tình huống khẩn cấp, được thông qua dùng xong. Đối với trong tay cái chảo, nàng cũng là không nói gì thật, tới được thời điểm nhìn đến kia đoàn tụ xà liền muốn đánh tới bắt cung đường trên người, nàng không kịp suy xét, trực tiếp triệu hồi ra linh lung, nhưng là nàng không nghĩ tới là linh lung vừa vặn ở biến thân, vừa khéo biến thành cái chảo đã bị nàng lấy ra. Lấy cái chảo cứu người, nàng cũng là trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Đối với tư mã U Nguyệt khinh Bỉ, Linh Lung cũng là vô hạn oán niệm, của nàng hình tượng A, liền như vậy bị nàng làm hỏng. Mọi người theo kinh ngạc trung tỉnh lại, mới nhớ tới hiện tại là tình huống gì. U Nguyệt, ngươi đi mau, đây là đoàn tụ xà địa bàn, chỉ cần nghe thấy nó phóng xuất ra đến hương vị, nam tử đều sẽ cả người vô lực. Bắt cung đường sốt ruột hô. Tư mã U Nguyệt nhìn thoáng qua bị bản thân đánh trúng thất tất mà đau trên mặt đất lộn xộn đoàn tụ xà, một tiếng là thương bắt cung đường, còn có trên người không thương, lại đều sụi lơ ở ngụy tử kỳ ba người cùng á quan, minh bạch bọn họ vì sao lại đưa tại này vừa mới thăng cấp thánh thú đoàn tụ thân rắn thượng. Tư mã U Nguyệt xoay người ôm lấy bắt cung đường, đem nàng ôm đến ngụy tử kỳ mấy người bên người, xuất ra một lọ đang dược đưa cho nàng, nói. Còn có thể bản thân ăn đang dược sao? Bắc cung đường gật gật đầu, cầm lấy tay nàng, nói: "U Nguyệt, ngươi không là nữ tử, lập tức sẽ trúng độc, thừa dịp kia đoàn tụ xà còn chưa có đi lại, chạy nhanh đi thôi." "Đúng, U Nguyệt, ngươi chạy nhanh rời đi." Khúc Bàn Tử ngồi vịt ở á quang trên người, xem Tư Mã U Nguyệt nói. Ngụy Tử Kỳ cùng Âu Dương Phi tuy rằng không nói gì, nhưng là bọn hắn nhìn ánh mắt của nàng đã đưa bọn họ ý tứ biểu đạt rõ ràng. "A, à, đáng chết nhân loại!" ta muốn giết ngươi. Đoàn tụ xà hoảng quá mức nhi đến, hướng tới tư mã u nguyệt học xà tính tử. Thất tất là bọn hắn xà loại yếu ớt nhất địa phương, bị nàng hung hăng nhất kích, nhưng nó một hồi lâu mới hoảng quá mức nhi đến. U nguyệt. Bắt cung đường phụ giúp tư mã u nguyệt, làm cho nàng chạy nhanh đi. Tư mã u nguyệt vỗ vỗ tay nàng, nói. Yên tâm đi, nó vài thứ kia đối ta vô dụng. Nói xong nàng liền cầm lấy kia quan phân cái chảo đứng lên, đứng ở mấy người phía trước, cùng đoàn tụ xà đối trì. Chưa bao giờ biết còn có ngươi như vậy xà, giống được động vật đều nại ngươi không hà, cho ngươi sống tạm đến hiện tại. Ta hôm nay tưởng uống xà canh, ngươi nếu không liền cống hiến một chút đi. Đối với tư mã U Nguyệt khiêu khích, đoàn tụ xà cười lạnh một tiếng, nói. Hảo cùng vọng tiểu tử, ngươi đã ở nơi này lâu như vậy rồi, lập tức cũng sẽ giống khác giống được giống nhau mất đi khí lực, đến bây giờ cư nhiên còn như vậy càng rỡ. Tư Mã U Nguyệt nắm chặt rảnh tay lý cái chảo, nói: "Ta nói, ngươi gì đó đối ta không hữu hiệu, bằng không ta thế nào đến bây giờ còn chưa có mất đi khí lực?" "Không có khả năng." Đoàn tụ xà thật tin tưởng bản thân năng lực, xem Tư Mã U Nguyệt không có tê liệt ngã xuống cũng có chút nghi hoặc. "Có cái gì không có khả năng?" Tư Mã U Nguyệt cười nói: Ta khi nào thì nói, ta là nam nhân." Nói xong, nàng thừa dịp Hà Hoang hoang sững sờ thời điểm vọt đi qua. Thánh thú bây giờ còn không là nàng một mình có thể đối phó, nàng phải thừa dịp này chưa chuẩn bị, công này thất tất, như vậy mới có phần thắng. Đoàn tụ xà rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, đuôi vung, hướng tới Tư Mã U Nguyệt liền đánh đi qua. Tư Mã U Nguyệt thân thể đi phía trái chợt lóe, xảo diệu né tránh công kích, còn nhân cơ hội vào vài bước nhắn lại cùng đoàn tụ xà khoảng cách khúc bàn tử bọn họ cũng bị tư mã u nguyệt cuối cùng câu nói kia sợ ngây người lăng lăng xem cùng đoàn tụ xà đánh nhau nàng trong đầu còn tại vọng lại nàng câu nói kia ta chuyện gì nói thật ta là nam nhân nàng không là nam nhân chẳng lẽ nói nàng là nữ tử bốn người đều không tin nhưng là nàng cũng không bị đoàn tụ xà mùi gây thương tích đến bây giờ còn có khí lực cùng nó đánh nhau kia vừa lên một chút tả bực hữu lỗi nhìn ra được nàng tinh lực hoàn hảo thật sự. Vì thế, mọi người đều rất nhanh tiếp nhận rồi này làm người ta khiếp sợ chuyện thực, tư mã U Nguyệt cư nhiên là nữ. Ngũ cấp linh sư Tiền nhất ba khiếp sợ còn chưa có đi xuống, tư mã U Nguyệt bởi vì sử dụng linh lực, làm cho bọn họ đã biết của nàng chân chính thực lực, lại hung hăng đưa bọn họ kinh ngạc đến. Ta không hoa mắt đi. Khúc bàn tử tưởng đưa tay xoa xoa hai mắt của mình, lại phát hiện không thể động, chỉ có thể dùng sức chớp chớp mắt, muốn xem xem bản thân có phải không phải xem hoa mắt. Thật không nghĩ tới, U Nguyệt thực lực cư nhiên đã đạt tới ngũ cấp linh sư. Ngụy Tử Kỳ cảm thán nói. Ngũ cấp linh sư đối chiến thánh thú. Âu Dương Phi câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là mọi người đều minh bạch ý tứ của hắn. Linh sĩ, linh sư cùng đại linh sư có thể cùng thấp linh thú đối chiến, cao cấp đại linh sư, linh vương, linh tông có thể cùng thánh thú đối kháng hiện tại này đoàn tụ xà đã đến nhất cấp thánh thú, ít nhất phải là đại linh sư tài năng cùng chi chống lại. Mà tư mã U Nguyệt hiện tại mới ngủ cấp linh sư mà thôi, muốn đã bại một cái thánh thú, kết quả không cần nói cũng biết. Ta tin tưởng U Nguyệt không là xúc động nhân, nàng đã có thể đứng ra, hẳn là không thành vấn đề. Khúc bàn tử xem tư mã U Nguyệt bóng lưng, ánh mắt kiên định, hắn không biết theo khi nào thì bắt đầu, đối với hắn đã tương đương tín nhiệm ta cũng tin tưởng nàng. Bắc cung đường nói. Ăn tư mã u nguyệt cấp đang dược, ngực đau đớn giảm bớt không ít, nói chuyện cũng không như vậy suy yếu. U nguyệt hôm nay cho chúng ta rung động quả thật không nhỏ. Bất quá một cái linh sư muốn chiến thắng thánh thú, kia cũng cơ hồ là không có khả năng. Ngụy tử kỳ nói. Nói không chừng nàng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Bắc cung đường nhìn chầm chầm vào tư mã u nguyệt nàng tin tưởng tư mã u nguyệt không là ăn nói lung tung nàng vừa mới nói chuyện với tự mình thời điểm nàng xem đến u nguyệt trong mắt kia tự tin ánh mắt kia ánh mắt làm cho nàng tin tưởng hôm nay nàng tất nhiên sẽ sáng tạo ra một cái kỳ tích âu dương phi xem tư mã u nguyệt hắn cũng tưởng tin tưởng nàng có thể đã bại cái kia đoàn tụ xà nhưng là bực này cấp kém đừng quá lớn nàng thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao chương 90 trọng thương thắng hiểm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 Trọng thương thắng hiểm đối với phía sau mấy người ý tưởng, tư mã U Nguyệt cũng không biết, hiện tại cũng không chấp nhận được nàng đi lo lắng khác, phải nhắc tới 12 phút tinh thần đến ứng phó phía trước đoàn tụ xà. Hiện tại Á Quang cùng tiểu hống chúng nó cũng không có thể giúp nàng, nàng chỉ có thể y dựa vào chính mình đến đối phó đoàn tụ xà. Nhưng là chính như khác mấy người suy nghĩ, thông thường đều là cao cấp đại linh sư tài năng cùng thánh thú chống lại, nàng kém vẻn vẹn nhất cấp nhiều, muốn đối phó nó, phải khác tìm nó pháp. Mà nàng hiện tại có khả năng dựa vào cũng liền chỉ có tốc độ. Kiếp trước nàng liền khắc sâu minh bạch thiên hạ công phu duy mau không phá đạo lý, cho nên đi đến thế giới này sau nàng ở rèn luyện thân thể thời điểm, đã ở nghĩ biện pháp khôi phục bản thân trước kia thân thủ. Đoàn tụ xà nhìn đến tư mã U Nguyệt cư nhiên so với chính mình đuôi còn linh hoạt, trong lòng càng thêm tức giận, đuôi vung nhanh hơn, làm cho tư mã U Nguyệt phải đề cao bản thân tốc độ. Hữu hảo vài lần, nàng đều bị đoàn tụ đuôi rắn ba đánh trúng, trùng trùng ném tới trên đất. Sau lưng nóng bỏng cảm giác, tay trái vừa động, một trận tan lòng nát dạ đau, bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, nàng biết bản thân ít nhất chặt đứt hai căn xương sườn. Không thể như vậy tha đi xuống, phải tốc chiến tốc thắng. Tư mã U Nguyệt cảm giác được thân thể lực lượng ở cấp tốc trôi qua, linh lực cũng sở thừa không có mấy, lại tiếp tục tha đi xuống lời nói, bản thân khẳng định là hoàng bại kia nhất phương. Cho nên làm đoàn tụ xà lại hướng nàng tạp đến thời điểm, nàng không có lại lựa chọn trốn tránh, mà là thân mình hơi hơi tránh thiểm một chút, thừa dịp nó thu lúc trở về ôm chặt lấy, huy khởi cái chảo hung hăng gõ đi lên. Bắt cung đường bọn họ nhìn đến tư mã U Nguyệt cư nhiên ôm lấy đoàn tụ xà, còn đang lo lắng nàng, nhìn đến nàng cư nhiên huy cái chảo không ngừng gõ đoàn tụ xà, trong lòng một trận dở khóc dở cười, nếu không là hiện tại tình huống không đúng, bọn họ phỏng chừng đã sớm bật cười. Nếu hôm nay có thể sống sót, kia tình cảnh này tuyệt đối hội thành vì bọn họ vĩnh sinh trí nhớ. Này Linh Lung tuy rằng biến thành một ngụm cái chảo, nhưng là kia uy lực cũng tuyệt đối không phải bình thường cái chảo có thể so sánh, cho dù là Linh Thú có dày nại đánh da, cũng giống nhau bị tư mã u nguyệt đập nát da thịt. Ngao, đáng giận nhân loại đoàn tụ xà đau đuôi loạn vũ, tư mã u nguyệt ôm ở đuôi thượng, hai chân gắt gao mang theo xà thân thể mới để cho mình không bị ném xuống. Đi tìm chết đi. Đoàn tụ xà đem đuôi trùng trùng dơ lên, chuẩn bị đem tư mã u nguyệt trực tiếp ném tới trên đất ngã chết. Tư mã u nguyệt xem xét vị trí vừa vặn, buông ra đuôi rắn, rơi xuống đoàn tụ xà thất tất trên vị trí, thân mình một bên, ngăn trở ngụy tử kỳ đám người tầm mắt, trong tay linh lung hóa thành chủy thủ, hung hăng đâm đi vào. A, à, mạch máu bị thương, đoàn tụ thân rắn tử giống một trương cung giống nhau gấp khúc đứng lên. Tư mã U Nguyệt hai chân kẹp lấy đoàn tụ xà, song tay nắm giữ chủy thủ, đem thừa lại bộ phận cũng sắp đi vào, sau đó dụng lực đi xuống kéo, đoàn tụ xà lưng trực tiếp bị nàng hỏa xuất mấy chục cm trưởng miệng vết thương. Đoàn tụ xà trên mặt đất loạn vũ, dùng hết toàn thân khí lực tư mã U Nguyệt bị hung hăng quăng đi ra ngoài, té ngã trên đất không lại nhúc nhích u nguyệt u nguyệt bắt cung đường bọn họ bị đột nhiên chuyển biến sợ ngây người nhìn đến tư mã u nguyệt té trên mặt đất bất động đều sốt ruột hô t ngao đoàn tụ xà còn trên mặt đất loạn vũ bất quá kia biên độ chậm rãi giảm bớt cuối cùng quán trên mặt đất bất động u nguyệt làm sao ngươi dạng a bắt cung nhìn đến té trên mặt đất bất động thân ảnh đánh gặp nhau sau lần đầu tiên đỏ hốc mắt nhưng là mặc kệ bọn họ thế nào kêu gọi tư mã u nguyệt đều không có gì đáp lại u nguyệt u nguyệt ngươi ứng một tiếng a à. khúc bàn tử mang theo khóc nức nở xem tư mã u nguyệt hận không thể lập tức chạy tới sẽ không u nguyệt không sẽ lại như vậy chết mất ngụy tử kỳ lắc lắc đầu lẩm bẩm nói các ngươi hoảng cái gì á quan còn có hô hấp thuyết minh u nguyệt còn sống thời khắc mấu chốt vẫn là âu dương phi còn có một tia lý trí nhìn đến khúc bàn tử dưới thân á quan nhắc nhở nói. Không, không có việc gì. Khúc bàn tử lạnh lùng xem Âu Dương Phi, cảm giác được dưới thân cùng nhau nhất phục hô hấp của hắn tâm mới trùng trùng mới hạ xuống. Cùng thánh thú cấp đoàn tụ xà đánh nhau, nhìn đến nàng té trên mặt đất, cũng khó trách đại gia sẽ cho rằng nàng đã chết. Khụ khụ, qua một hồi lâu, rất nhỏ ho khan thanh truyền đến, nghe vào bốn người trong lỗ tai giống như thiên âm thông thường. U Nguyệt U Nguyệt, làm sao ngươi dạng? Tư Mã U Nguyệt thân thể giật giật, toàn thân không chỗ không đau. Nàng ý niệm vừa động, một đan dược xuất hiện tại trong tay, nàng gian nan đem đan dược ăn, sau đó mới đưa đầu chuyển qua đến đối với Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Ta không sao. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mỏi mệt lại sáng người hai mắt, bốn người mới chính thức yên lòng. Chỉ cần còn sống, sẽ không sự. Không sai biệt lắm nghỉ ngơi hơn một giờ. Ngụy Tử Kỳ bọn họ mới cảm giác được thân thể khôi phục sức khỏe khí, Âu Dương Phi trước hết khôi phục tri giác, chậm rãi dãy dụa đứng lên, lung lay thoáng động đi đến Tư Mã U Nguyệt bên người, đưa tay muôn ôm Tư Mã U Nguyệt. T. Tư Mã U Nguyệt thân thể vừa động liền đau quất thẳng tới lãnh khí. Ngươi nơi nào chịu đau? Âu Dương Phi gặp Tư Mã U Nguyệt thống khổ bộ dáng, không dám lại động, ôm Tư Mã U Nguyệt ở tại chỗ ngồi. Khụ khụ, xương sườn phỏng chừng không mấy căn hoàn hảo địa phương khác cũng thương không nhẹ tư mã u nguyệt nói âu dương phi một tay đỡ tư mã u nguyệt ý niệm vừa đồng một đan dược xuất hiện ở trong tay hắn tứ phẩm đan dược tư mã u nguyệt xem âu dương phi trong tay đan dược trong lòng kinh ngạc không thôi hắn làm sao có thể có như vậy trân quý đan dược âu dương phi không nói gì trực tiếp đem đan dược uy đến tư mã u nguyệt miệng không tha nàng cự tuyệt. Ngụy tử kỳ bọn họ cũng xung vầy khôi phục khí lực, hắn đi đến bắt cung đường bên người, nói. Làm sao ngươi dạng? Ta đã không có gì trở ngại, chính là gãy chân, không thể đi lộ. Bắt cung đường nói. Ngụy tử kỳ kéo ra bắt cung đường quần, quả nhiên nhìn đến nàng chân thủng thật cao. Ta đi tìm cái gậy gọc vội tới ngươi buộc một chút. Sau đó đứng lên khúc bàn tự nói. Mập mạp, để sau tư mã u nguyệt tựa vào âu dương phi trong lòng nói chúng ta trước rời đi nơi này bằng không đưa tới khắc linh thú liền phiền toái đúng chúng ta trước rời đi nơi này ngụy tử kỳ nói bắt cung ta đến lưng ngươi một lát lại cho ngươi băng bó ân bắt cung đường gật gật đầu giờ phút này cũng bất chấp nam nữ có khác tư mã u nguyệt đem á quan kêu trở về sau đó đem tiểu hống kêu lên nhưng nó thành lớn Nguyệt Nguyệt, làm sao ngươi thương nghiêm trọng như thế? Tiểu hống nhìn đến tư mã U Nguyệt trên người thương, mang theo khóc nức nở nói, đều là tiểu hống không tốt, thời điểm mấu chốt điệu vòng cổ. Không trách ngươi. Ngươi lại biến lớn một chút, muốn đủ 10 cá nhân. Tọa. Tư mã U Nguyệt lắc lắc đầu nói. Hảo. Tiểu hống thân mình nhoáng lên một cái, trở nên lớn hơn nữa, 10 cá nhân ghé vào mặt trên cũng không có vấn đề gì. U Nguyệt, thế nào muốn 10 cá nhân vị trí? Khúc Bàn Tử không hiểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua xa xa địa phương, mắt phím hàng quang. Bởi vì, chúng ta muốn dẫn vài cái kẻ thù cùng đi.